Hello anh em à, mình lại về ba cái tay cầm nữa. Đây sẽ là những nhân vật để mình sẽ test trong những buổi livestream tiếp theo. Mình cũng chẳng biết được là đúng là tay cầm gì nữa, bởi vì là đợt này mình đặt nhiều á. Thank you the order. Nhìn quả for kit anh em ạ. Đây là chiếc in-ear Athena wireless controller. Wireless controller in-wire. Đây. Chữ dài này. Đấy. Nhìn rất cute. Hộp thì hơi hồng. Bây giờ mình mới bóc này. Nó có một cái seal rất là đơn giản thôi, seal coi như không có mà anh em. Và seal này nó cũng giống như là mấy cái seal của bọn gamer. Seal này thì có mà bóc ra dán đi dán lại nhiều lần cũng được. Bóc nó cũng không bị rách, nó chả gì cả. Đây. Review cho anh em để anh em có muốn đầu tư tay cầm cái gì đấy anh em tìm mua với cái mức giá nó hợp lý và có sự so sánh. Ta mở ra thôi. Thế thì đầu tiên trên cái tay cầm này, review nhìn cho anh em xem này. Thì nó có một vài cái chữ tiếng Anh, còn lại toàn chữ Tàu. Đại loại thì nó viết cái gì đó mà tôi có thể đọc được. Đấy là pin con này là 1000 mAh. Cái mức pin cũng khá là phổ thông. Tay cầm in-ear Athena wireless controller in-wire. Đây là chiếc tay cầm là for Switch nha anh em nhé. Nó ghi luôn đây là tay cầm dành cho Nintendo Switch này. Đấy, nhưng mà thường là những tay cầm như vậy thì vẫn cắm PC chơi bình thường. Bây giờ tôi sẽ bóc hộp. Rồi, bên trong của nó đây. Nó có một cái dây. Dây này chắc là để sạc. Dây rất là cùi bắp anh em ạ. Đấy. Và dây này thì vừa sạc vừa truyền tín hiệu luôn. Còn gì nữa không ta? Sách hướng dẫn sử dụng. Thường là với những cái tay cầm nhiều chức năng thì anh em nên để ý đến quyển sách hướng dẫn sử dụng. À, khá đơn giản. Trong hộp chỉ có thế thôi. Sách hướng dẫn sử dụng này. Dây và tay cầm. Đây. Ở tay cầm thì nó có cái phần để bảo vệ cái analog. Nó khá là giống với cái tay của Big Big One. Nhìn cái tay cầm này liên tưởng ngay đến con nào, G45 Pro đúng không? Cái lỗ cắm Type-C này thì tôi thấy ok này. Nó hơi lõm vào một chút nhưng mà nó không đánh đố người dùng quá. Có nhiều cái loại tay cầm ấy, nó làm cái lỗ này nó sâu hẳn xuống. Thì đấy là một trong những cái thiết kế rất là dở. Đây, tôi vẫn đang còn con G45 Pro ở nhà. Lấy ra tôi so cho anh em xem. Thiết kế là rất giống nhau nhưng mà nó bé hơn. Con in-ear này nó xinh hơn. Con in-ear này bé hơn anh em thấy không? Anh em thấy nó bé hơn không? Đây là con G45 này. Cùng một khoảng cách đấy này, con in-ear này. Nó bé hơn một chút. Xinh hơn. Để tôi cân cho mọi người xem nhé. Con in-ear này thì mình cũng mua đâu đấy khoảng 400.000. Đấy. Đây anh em nhé. Xem trọng lượng của nó nhé. 227g. Được chưa? Con G45 Pro này. G45 Pro là chỉ có 205g thôi. 204,6. Nó bé hơn nhưng nó nặng hơn. Và anh em nhìn này. Con này analog của nó nhìn bé bé xinh xinh như này nhá. Anh em nhìn đã thấy nó bé rồi đúng không? Con in-ear này, cái analog của nó lại còn bé hơn nữa. Các bạn nhìn trên video này, các bạn thấy không? Nó kết nối được với điện thoại, máy tính bảng, PC và Nintendo Switch. Nhưng mà tay này là tay gốc dành cho Nintendo. Quyển sách sử dụng của nó cũng rất là bé bé xinh xinh anh em ạ. Tay cầm dễ thương thật sự. Nó rất bé luôn ấy. Ôi, cái cảm giác cầm này. Cái tay của mình ấy. Thảo nào mà cái thiệp nó đưa cho mình là cái thiệp dành cho con nít. Và tay cầm dễ thương thật. À, cái cảm giác của mình là cái tay cầm này analog của nó khá nặng. Tôi không biết là nó có cái cần chỉnh gì không nhưng mà analog khá là nặng nha. Cái analog của nó nặng này. Anh em nghe cái tiếng âm thanh nó phản hồi này. Nó dịch. À, nút bấm này kêu thành tạch tạch luôn. Đấy. Cái nút cò này thì nó lại khá nhẹ. Nhưng mà cái nút LBRB thì nó lại khá nặng. Nhưng mà cái vị trí bấm của nó rất là sướng nhá. Thiết kế của con này gần như là giống hệt so với con G45 Pro.
mà nó chỉ là scale bé đi thôi, bé đi khoảng 20% anh em ạ. Cầm ok lắm. Tôi thực sự là tôi rất thích cái thiết kế này đấy anh em ạ, cái thiết kế kiểu này cầm rất là ok luôn, cảm giác cầm nắm tuyệt vời luôn, nó vừa với cái lòng bàn tay này đấy, cái nút macro của nó cũng rất là vừa tay đấy, bấm nó rõ ràng chứ nó không kiểu bị bấm nhầm ấy. Có nhiều cái tay cầm ấy là khi mà mình chơi game ấy mình bấm nhầm, nhưng con này thì sẽ không bị bấm nhầm nữa anh em. Analog nặng, D-pad nặng, nút A, B, X, Y cũng nặng. Form cầm nắm ok, nhưng mà cảm giác bấm thì không ok, không ok lắm. Form cầm thì rất sướng, thực sự là cái form này thì tuyệt vời đấy. Mỗi tội là cái chất lượng nút bấm của con này thì không ok lắm, nó bị nặng quá. Nó bị nặng quá, giống như kiểu cho các cháu tập tạ. Đây anh em ạ, cái thông tin của con tay cầm này mình sẽ bật lên cho mọi người xem. Nó là con tay cầm là Inea Athena Wireless Pro, Hà Nội Computer cũng có này. Không thì mình lên thẳng trang chủ của nó mình xem thông tin luôn. Đây chính xác đây rồi, Hà Nội Computer cũng đang bán là 450. Biết thế mua ở Việt Nam cho nó nhanh. Con này tôi đặt ở Ali về anh em ạ, mà nó cũng 450. Rồi, trên trang chủ thì chiếc tay này được định giá là 805.000 nhá, trang chủ của Inea. Rồi ok, thế thì chúng ta có thể định giá con này là 450. Đây các thông số của con tay cầm này đây các bạn này. Nó có hai phiên bản, một phiên bản là có cái hộp bọc và một phiên bản là không có hộp bọc. Tôi nghĩ là cái hộp thì nó cũng chẳng cần lắm đâu. Con này thì pin nó ghi là được 15 giờ này. Analog là có 256 level. Đấy. Nó là linear trigger chứ không phải là hone effect nhá. Hành trình ngắn. Macro setting function. Đấy, con này có macro, có turbo, có giả lập Ryzo. Thường là những cái tay cầm dành cho Nintendo Switch thì nó sẽ đều có giả lập Ryzo hết. Nó có motor rung. Nó ghi là có 252 tổ hợp phím function macro à. 63 thôi, chỉ có 63 thôi. Kịch bản nó có 63 bước thôi. Pin là 1000 này. Thời gian sạc 4 tiếng. Sạc lâu vậy. Con này sạc thì chuẩn sạc chỉ là 5V và 200mAh thôi anh em ạ. Rồi, nó nhận X input rồi này. Ui dồi ôi. Ui, analog rất là nhạy anh em. Đây nhá, tôi cho anh em xem này. Tôi chỉ mới gạt có một tí thôi mà nó đã chạy búa ra rìa rồi. Đây anh em nhìn này, tôi chưa gạt mắc binh nhá. Tôi mới chỉ gạt có khoảng hơn một nửa thôi. Analog không có dead zone. Tức là nếu như mà mình đưa cái cần analog đến những cái điểm mà mình muốn thì vẫn đưa được. Nhưng mà vấn đề là cái thiết kế của cái này nó không hợp lý. Ở cái chỗ là mình chưa cần đẩy cần analog đi hết đường thì nó đã đẩy cái vị trí analog ra rìa. Mình nghĩ là cái này ấy, nó là sẽ để cho những anh em nào làm cái bọc núm cần đấy nha. Anh em bọc một cái núm cần nó hơi dày dày vào đây thì cái analog nó vẫn sẽ chạy hết hành trình. Tuy nhiên là không hợp lý lắm. Rồi xem nào. Analog của con này thì là hình tròn. Đấy, 0.1. Mình đánh giá là về mặt công nghệ thì analog thì cũng khá là ngon đấy chứ, cũng đâu đến nỗi đâu. Cái thông số thì tốt, nhưng mà cái cảm giác hoàn thiện thì không tốt anh em. Nút bấm khá nặng. Analog gọi là hành trình analog không thực sự là chính xác. Cái phân khúc này thì các hãng người ta hay để cái analog tròn xoe để cho cái phần trăm thấp, bởi vì là nó cũng đánh vào tâm lý của cái người mua hàng, cứ nghĩ rằng cái phần trăm thấp thì tức là ngon, nhưng mà không đúng. Phần trăm thấp không có nghĩa là ngon. Nhiều reviewer ấy cũng review một cái kiểu qua loa rồi cứ đánh giá dựa trên là cái phần trăm thấp, nó không đúng. Con này thì tôi thấy là cái phần bên trong ấy, cái định hướng của nó thì tốt. Có cái là nó thể hiện ra bên ngoài đang còn nhiều thứ lắm, nhiều thứ chưa ổn lắm. Cái cần trigger thì khá là ok này, nhưng mà nó không phải là công nghệ cao.
gần analog thì nó cũng bảo là không phải là Hall effect rồi. Theo nào, bây giờ tiếp đến là cái phần test poly rate nào. Đây. Ui rồi ôi. Quả này thì poly rate của nó thì vậy. Poly rate là 250 nhưng mà độ ổn định thì chỉ có 77% thôi. Con này về lý thuyết thì poly rate là 250 nhưng thực tế đo đạt được là 193. Delay là 30 giây. Tuy nhiên thì không ổn định, bởi vì là cái khoảng delay thấp nhất là 3 nhưng mà khoảng delay lớn nhất lại tận 19 phẩy mấy mili giây cơ. Jitter là 2.03 anh em ạ. Có lẽ là đến đây thì tôi nghĩ là anh em mình cũng, mặc dù là con này macro là cũng ok đấy, macro thì là cũng gọi là tạo ra một cái gì đấy, nói chung là đấy, về mặt ý tưởng tấn công xây dựng lối chơi của cái tay cầm này là tốt, nhưng mà nó thực hiện không tốt anh em ạ. Kéo cần phải test nữa. Bài test chiếc tay cầm y né cái gì nhỉ, Athena Pro Concho, đến đây là chúng ta có thể dừng được rồi, không cần phải vào in game test. Tay cầm này kết luận là dành cho cháu bô chơi. Đấy, thằng con tôi chắc là cầm được, bởi vì là đây là một chiếc tay cầm nó rất xinh xắn, thiết kế nó rất là đẹp, hợp lý, rất phù hợp với thằng con tôi. Tôi còn mắc một cái sai lầm nữa, đấy là ở Việt Nam có thể mua rất dễ dàng ở các cái shop ví dụ như Hà Nội Computer. Tôi không quảng cáo cho Hà Nội Computer nha, nhưng mà tôi tìm thấy là 450 thì nó cũng là ok. Thế tôi lại sang tận AliExpress xa xôi để tôi mua về là cũng với cái giá đấy chứ mẹ, khắm vãi nồi ạ. Sai lầm của tôi. Chiếc tay cầm 4,5 lít. Cái được tôi cất vào hộp. Chiều nay thằng con đi học về, mình sẽ bất ngờ đấy, tặng quà cho con để cho nó chơi điện tử ở trên Android với lại là chơi Xbox Game Pass. Nó không đến nỗi quá tệ, nhưng mà tôi thì không khuyên anh em dùng con này, bởi vì là cái delay của nó là 19 mili giây. 19 mili giây thì không phải là cái thông số quá cao, nhưng mà so với cái yêu cầu của anh em mình vào thời điểm này thì đấy, đóng hộp. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.